Chào lớp, và video này thì tiếp tục thì cách hướng dẫn các bạn cái đánh trống lục lạc trên điệu rất nhanh. Cái điệu này rất là nhanh, rất là sôi động, nhưng mà mặc dù vậy nhưng mà chúng ta rất cũng dễ đánh chứ không khó các bạn. Rồi, nó vẫn là điệu nhịp 4/4 nha, 4 phách. Để các bạn nhìn là bách trong cái này tiết tấu thì chúng chủ yếu chúng ta đánh là cái bụp với cái chát thôi, mình không có đánh cái tùm. Cái tùm thì cái phần phiêu mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Rồi bây giờ nè. Phách 1 là bụp thì chúng ta lấy con trỏ nó vô giữa đúng không? Rồi, phách 2 là chúng ta đánh chách. Chách thì các bạn lấy tay trái, chúng ta đánh vô cái viền trong ha. Rồi bập vẫn lại chỗ này. Rồi ở đây bập này thì mình đánh nhỏ hơn hai cái bập này thôi chứ không có gì hết ha. Rồi, phách 4 là chách. Và 4 qua 1 thì ngay chỗ này chúng ta đánh ngay cái bập nữa. Rồi, thấy năm nam mình sẽ đánh chậm từ từ cho các bạn nắm ha. 1 2 3 4 1 2 rồi đấy ha, bụp chết bụp 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 chết bụp, rồi lại bụp chết bụp 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 chết bụp bụp, rồi đấy ha, bụp chết bụp 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 chết bụp bụp chết bụp 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 chết bụp, một hai và ba và bốn và một, hai và ba và bốn và một, hai và chưa quen ban đầu chúng ta các bạn chậm đó ha, chậm từ từ nè, bụp nè chắc bụp 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 chắc bụp bụp chắc bụp 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 chắc bụp bụp, hai và ba và bốn và một, hai và ba và bốn và một, nghỉ hai và ba bốn và một. Ok, rồi bây giờ khi mình đánh quen rồi thì các bạn sẽ tăng tempo lên. Rồi bây giờ mình phát cái nhịp trống vô cho bạn nghe nha. Ok. Thank you.
là mình thành đầu rít này, mình sẽ học cái tiết tấu cơ bản của nó, của điệu rock. Rồi sau nữa thì các bạn sẽ học cái feel sao. Feel sao mình sẽ dẫn các bạn cái feel sao. Feel sao chủ yếu chúng ta sẽ báo rung trên đây. Rồi ok ha. Rồi chúng ta tạm dừng video đây ha. Ok. Chúc các bạn thành công với điệu rock nha. Rồi. Bye bye cả lớp.